Thưa quý vị, nhằm tạo thêm không gian vui chơi cho người dân và du khách trong dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu phối hợp cùng với Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco và Công ty Quảng cáo Gia Hòa đã công bố tổ chức sự kiện lễ hội bia Vũng Tàu, Vũng Tàu Beer Fest với chủ đề Vòng quanh thế giới cùng bia Sài Gòn. Theo thông tin từ ban tổ chức, lễ hội sẽ được diễn ra vào ngày 2 và ngày 3 tháng 9 năm 2023 tại thành phố biển Vũng Tàu. Đây cũng là lần đầu tiên Vũng Tàu tổ chức một lễ hội bia quy mô lớn, đặt nền móng cho chuỗi chương trình sôi động về sau để đưa Vũng Tàu trở thành thành phố lễ hội nổi tiếng, khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu đối với khách trong nước và quốc tế. Lễ hội bia Vũng Tàu 2023 vòng quanh thế giới cùng bia Sài Gòn sẽ có nhiều hoạt động bao gồm hai hợp phần chính: khám phá ẩm thực và văn hóa uống bia từ các quốc gia đặc trưng, cùng với đó là các tiết mục trình diễn âm nhạc hấp dẫn. Chương trình lễ hội được tổ chức hoàn toàn miễn phí cho người dân, du khách tham quan và trải nghiệm. Ngoài ra là nhà tài trợ độc quyền bia cho lễ hội bia Vũng Tàu 2023, bia Sài Gòn sẽ giới thiệu đến du khách và người tham dự những vị bia mới vừa thắng giải tại cuộc thi Thách thức nghệ nhân ủ bia Sài Gòn trong khuôn khổ chiến dịch marketing phá vỡ giới hạn cùng nhau được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023. Cuộc thi đã thử thách tài năng sáng tạo của các nghệ nhân nấu bia Việt Nam để sáng tạo nên vị bia mới dựa trên ý tưởng của người dùng trên cả nước. Về lễ hội bia sắp tới, đây sẽ là lễ hội bia đầu tiên của loại hình này tại Việt Nam, sẽ được tổ chức trên bãi biển Vũng Tàu. Lễ hội hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách trải nghiệm tổng hợp của nhiều loại bia, thức ăn và những tiết mục giải trí đa dạng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Lễ hội này sẽ góp phần kích cầu văn hóa du lịch tại Vũng Tàu và tôi chắc chắn nó sẽ thành công. Sự thành công của lễ hội sẽ là cơ sở để chúng tôi cân nhắc tiếp tục triển khai các hoạt động tương tự trong thời gian tới. Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực và âm nhạc hấp dẫn, tại lễ hội khách tham quan cũng sẽ có cơ hội mua quà lưu niệm để kỷ niệm khoảng thời gian của mình tại lễ hội. Với sự kết hợp giữa ẩm thực phong phú và giải trí sôi động, Vũng Tàu BeerFest 2023 hứa hẹn một kỳ nghỉ cuối tuần khó quên đối với du khách đến Vũng Tàu.